các anh chị yêu Lan vào buổi sáng trưa của ngày hôm nay nhé. Hôm nay em có một số mặt hàng dành cho các bác sưu tầm. Bên em là kênh chuyên Phong Lan Đắk Lắk các bác nhé. Đó, còn bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn đăng ký kênh của em nha. Còn bác nào mà chọn đơn, chốt đơn thì các bác cứ chốt đơn số bao nhiêu thì các bác cứ gọi về theo số của em 0834981431 các bác nhé. Đó, nếu mà các bác chốt đơn thì các bác cứ chốt rồi gọi điện hoặc là nhắn tin qua cho em để em trả lời cho các bác. Chứ các bác mà chốt để mà nhắn tin qua YouTube của em là em không trả lời các bác được, tại vì em rất là bận luôn. Đó, tại vì em không chốt hàng trên live nha. Đây, đơn đầu tiên là hàng em xả nhá. Đây, một cây này, cây to luôn nha. Hàng này là hàng thanh lý nhá. Cây thứ hai này. Cây thứ ba này. Đó. Cây thứ tư này. Cây thứ năm này. Cây thứ sáu này. Cây thứ bảy này. Về mấy cây nấm như thế này, về các bác mua thuốc nấm á, về xịt nó rất là nhanh hết luôn. Cái thứ 8 này. Cái thứ 9 này. Cái thứ 10 này. Cái thứ 11, 11 cây, toàn đơn to luôn các bác nhá. Đó, hàng này là hàng em thanh lý, hàng em xả. Đơn này em bán giá là 300k. Đây là H1 nha. H1. Hàng thanh lý này. 300k. Tiếp tục là hình thứ hai. Hình thứ hai là cây to hơn nha. Đây, một cây rất là to luôn. Đó, rất là to luôn các bác ạ. Đó, cực kỳ to luôn nha. Cây to luôn đó. Đây, cây to, nụ già ra, đẹp luôn nhé. Đây, nụ già ra rồi này, cho các bác kịp chơi Tết luôn. Cây này là 1, 2, 3, 3 cặp rưỡi lá. Rất là to luôn các bác nhé. Đó, cây thứ hai em bán giá của nó sẽ là 400k. Đây là H2 nhé, cây to. Tiếp tục là H3 này. H3. H3 cây to đồng đều nhau nha. Một cây này. Một cây nha. Cái thứ hai này. Đó, cái thứ hai là nó bị dập miếng lá bên này. Nhưng mà về các bác mua keo liền sẽ về bôi nha, vẫn có nụ này. Cái thứ ba. Toàn cây to luôn các bác nhá. Ba cây to này, đơn này em bán giá của nó là 400k này. Ba cây to rất là to luôn nha. Đó, đây là H3. H3 cây to. H4. H4 này các bác này. Một cây này. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu này, bảy này, tám này, chín này và 10 cây như các bác nhé. 10 cây này, đó, đơn này giá của nó sẽ là 320k nhé. 10 cây luôn các bác nhé. Đây là H4. Tiếp tục là H5 này. H5 nha. H5 cây to hơn. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm và sáu cây. Sáu cây to ngang nhau này. Đó, đơn này em bán giá của nó sẽ là 300k. Đây là H6 nhé. Tiếp tục là H7. H7 này các bác này. Em có một cây nhạn cực kỳ đẹp lắm, biết cực kỳ thẳng luôn. Cây này là 1 2 3 4 5. 5 cặp rưỡi lá, cây này chuẩn bị rụng cái lá gốc rồi. Đó, cây năm vừa rồi đã cho hai ngọn hoa hay là một ngọn hoa thôi. Đây. Sang năm cây này nó to này. Đó, cây này cực kỳ đẹp lắm, biết trụt trịt luôn nhá. Cây này H6 200k nhá. Tiếp tục là H7. H7 này, cây trâu to nhá, một cây này, đó, cái thứ hai này, to luôn các bác nhá, cái thứ ba này, cái to này, có nụ rồi nha, cái này là nó bị dập miếng lá này, lỗi là do mấy đứa nó đi rừng về á, và nó bỏ ba nó bị dập thôi, chứ các bác mang về bôi keo một xíu là nó hết à, 5 cây, cái thứ tư, cái thứ năm này, 5 cây to này. Đó, đơn này giá của nó sẽ là 350k nhé. Đây là H7 các bác nhé. H7 này. Tiếp tục là H8 này. H8 cũng cây to, nhưng mà to hơn nhé. Một cây này.
hai cây này, nụ này các bác này, ba cây này và bốn cây. Cây này to nhất luôn đó, bốn cây to này giá của nó sẽ là 350k nhá. Bốn cây to này nhá, 350k này. Đây là H8 nhá, H8. Tiếp tục là H9. H9 một cây, hai cây này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám và chín cây. Chín cây ngang nhau rất là đẹp. Đơn này em bán 320 này. Đây là H9 nhá. Rồi tiếp tục là H10. H10 rất là nhiều cây luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 này. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 31 cây tổng thể nha các bác nhé, rất là nhiều luôn. 31 cây này, bác nào mới sưu tầm làm vườn á thì các bác mua về cây này. Đây này em bán giá 450 nhé, 31 cây luôn nhé. Đó, em nhắc cho các bác là hàng này là hàng bôn đôn bao chuẩn vùng miền luôn nha. Đây, hàng bôn đôn này mùa này là nó hơi bị héo, có mấy cây thì nó hơi bị héo xíu, nhưng mà về các bác chú ý tưới nước cho nó là cây. Rồi tiếp tục H11, cây to, một cây này, đó to luôn các bác nhé. Cây thứ hai này to luôn này. Cây thứ ba này nụ dài cực kỳ đẹp luôn, to luôn. Và cây thứ tư này, bốn cây to này, đơn này của nó sẽ là 350k, 350k nhé. Đây là H11 nhé. H12, em có cây nhãn, đây H12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cặp lá cây nhãn rất là to luôn. Một cây này, gốc thứ hai này, gốc thứ ba, toàn cây nhãn to đẹp luôn. Đơn này của nó sẽ là 300k. Đây là H12, 300k các bác nhé. H13 này, H13, một cây này, hai cây này, cây to luôn nha. Ba này, dáng thân dừa nha các bác nhé. Bốn này, năm này, sáu và bảy cây. Bảy cây thân dừa to như thế này, đơn đẹp. Đơn này sẽ có giá là 250k, H13 nhé. Tiếp tục là H14. H14 là cây hoàng nhạn rời. H14 là cây hoàng nhạn rời, to luôn. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn này, năm này, sáu này, cái cuối cùng là một cây mẹ đẻ ra con nhé. Cái này mẹ bồng con này. Cây cuối cùng đơn này sẽ có giá 200k, H14. Tiếp tục là H15. H15, cây to ngang nhau nha các bác nhé. Một cây này, cây thứ hai này, cây thứ ba này, cây thứ tư và cây thứ năm nhé. Năm cây to ngang nhau. Đó, đơn này em bán giá 250k nhé. Đây là H15. H16 là lô cuối cùng. Đây,
là cái nhạn cực kỳ đẹp, lá mít cực kỳ nhé. Đó, 1, 2, 3, 4, 4 cặp rưỡi lá. Cây này cực kỳ đẹp, cực kỳ bản lá rất là to, rù trịt luôn nhé. Đây, cây rù trịt lá mít này. Đó, cây này giá của nó sẽ là 200k, cây to này. Đây là H16 nhá. Đó, em có sáng trưa nay là một số mặt hàng đó thôi. Bác nào mà chốt thì các bác cứ gọi điện về theo số của em các bác nhé. Chào tất cả các bác, chúc các bác buổi sáng trưa vui vẻ nhé.